Nè, mọi người, có ai còn sống không? À, không, không. Tại sao, bộ tộc loài người của chúng tôi sống hiền lành, tại sao ông trời lại cho lũ ma cà rồng tới đây giết hết sạch? Không được, mình phải tìm cách báo thù. Người là đừng sợ, ta là phù thủy ở sào núi này. Trước đây ta từng cảnh báo các ngươi, dân làng các ngươi sẽ gặp một tai ương khủng khiếp. Muốn thoát được cái nạn này, hãy cúng cho ta nhiều động vật sống, nhưng mà các ngươi lại không nghe. Thì ra là ngươi. Làm ơn, hãy cứu những người trong dân làng tôi với, hãy hồi sinh họ dậy được không? Ngươi nghĩ ta là thần tiên hay sao? Ta không giúp được. Ta thấy nơi này nhiều oan hồn và báo tôi, ta đến đây xem thử thôi. Giờ ta chuẩn bị đi hẹn hò với trai đẹp rồi. Oh my god. Đừng đi, đừng đi. Tôi cầu xin mụ đó. À đúng rồi, mụ hãy giúp tôi báo thù, giết hết lũ ma cà rồng cũng được. Chuyện của gia tộc các người thì liên quan gì tới ta? À đúng rồi, ta có cách này. Ta sẽ khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, đủ năng lực để chống lại lũ ma cà rồng. Đổi lại, ngươi phải bán linh hồn của ngươi cho ta. Ngươi đồng ý không? Đồng ý, miễn sao báo thù được, chuyện gì tôi cũng chấp nhận. Được rồi, vậy thì hãy nhắm mắt lại đi. Gì thế này, cơ thể của tôi sao bị thành thứ gì xấu xí nhỏ xí thế này? Hãy bình tĩnh lại đi, ta đã lấy linh hồn và cơ thể của ngươi, đổi lại cho ngươi một phần nhỏ linh hồn của loài rồng. Hiện tại thì ngươi sở hữu được hình dạng cơ bản của rồng, nên nó hơi nhỏ và vô dụng một tí. Chỉ cần ngươi tiếp tục lên đường đi thu thập những phần linh hồn của rồng còn lại, ngươi sẽ khai mở được những hình dạng mới, mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn. Nhưng mà ta đâu biết linh hồn của rồng còn lại nằm ở đâu mà ta đi kiếm chứ. Ngươi cứ yên tâm, giờ ngươi đã là một con rồng tí hon rồi. Mặc dù chưa biết đánh nhau, chỉ biết đi toilet mà thôi, nhưng linh cảm của ngươi sẽ mách bảo cho ngươi những phần linh hồn rồng sót lại ở đâu. Nào, hãy nhanh chóng lên đường đi. Chào các bạn, chắc có lẽ nãy giờ các bạn biết được câu chuyện của tôi như thế nào rồi đúng không? Ban đầu thì tôi là một người tiền sử bình thường, nhưng gia tộc của tôi đã bị lũ ma cà rồng tàn sát hết tất cả. Tôi tưởng đâu tôi cũng chết theo, nhưng thật không ngờ tôi may mắn sống sót thì tôi đã gặp được một mụ phù thủy ở sào núi làng của tôi. Mụ ta đã đưa ra một cuộc giao dịch và tôi chấp nhận cuộc giao dịch đó để báo thù cho làng của mình. Thật không ngờ tôi biến thành cái hình hài nhỏ xí gớm ghiếc thế này đây. Mẹ kiếp, cái thứ gớm ghiếc gì thế này? Sao giống một con lãi vậy? To gan giống vào lãnh địa của loài cá sấu bọn ta. Mau xé xác nó đi. Không, đừng. Tôi cũng lang thang khắp nơi, theo lời yêu cầu của mụ phù thủy là đi tìm linh hồn rồng để kích hoạt những hình dạng mạnh hơn. Nhưng thật không ngờ tôi đã lạc vào thế giới của loài cá sấu dữ tợn. Tôi mém bị bọn chúng xé xác rồi, cũng may chạy thoát được. Thứ gì kia? Là linh hồn rồng. Đúng rồi, chính xác là đó. Nhanh chóng tới đó hấp thụ nào. Đúng như những gì mụ phù thủy đã nói với tôi, tôi đã hấp thụ thêm một phần linh hồn rồng còn lại. Lúc này thanh năng lượng đã đầy và cơ thể tôi đã khai mở ra một hình dạng khác. Nhanh lên vào lựa chọn hình dạng mới nào, để xem thử mạnh mẽ ra sao. Wow, sao đẹp thế này.
một hình dạng rồng ơi. Wow, đau quá, đau quá. Có ai cứu tôi khỏi lũ ma cà rồng này không? Cái gì? Lũ ma cà rồng hay sao? Được lắm, sẵn mình có hình dạng mới, tới đó mà giết hết bọn chúng luôn. Trời đất ơi, một con khủng long ăn cỏ khổng lồ bị lũ ma cà rồng sát hại. Chết tiệt! Nhanh kia, có một con quái vật rồng hình người, mau tới đó hút hết máu của nó đi. Tôi sử dụng hình dạng mới tiến về phía trước thì thấy một bầy ma cà rồng đang cố gắng ăn thịt một con khủng long ăn cỏ rất lớn. Tôi nhanh chóng sử dụng sức mạnh của hình thể này và tiêu diệt lũ ma cà rồng. Thật bất ngờ, hình thể này vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần một vung linh thôi, chém bọn chúng, người bọn chúng tan xác. Xin được. Bọn tôi chỉ làm theo lệnh của chúa tể ma cà rồng mà thôi. Cái gì? Bọn ngươi còn có chúa tể nữa à? Chết tiệt! Giờ hắn ở đâu? Chúa tể của tôi đang ở ngọn núi lửa phía tây. Làm ơn tha cho tôi đi. Đúng rồi. Tôi sẽ chỉ cho ngài một nơi lấy được linh hồn của loài rồng ở một cái hang động phía trước mà thôi. Hả? Ngươi cũng biết ta đang cần thứ đó à? Nhưng ta không tha cho thứ độc ác loài ma cà rồng các ngươi đâu. Chết hết luôn đi. Trước khi tới ngọn núi lửa giết chết tình chúa tể ma cà rồng, tôi sẽ ghé sang cái hang động phía trước để lục tìm linh hồn của loài rồng trước đã. Hy vọng tôi lại thu thập đủ và mở ra một hình dạng mới mạnh hơn. Bay mãi, tôi tìm hoài nhưng không thấy hang động ở đâu cả. Ô, đằng kia dường như có một cái cửa vào. Người của mình to quá, không vừa cái cửa này rồi. Đúng rồi, mình sẽ quay lại hình dạng cơ bản ban đầu, hình dạng nó nhỏ hơn, sau đó nhanh chóng chui vào và lấy linh hồn của loài rồng. Kia rồi, với cái trí não vô cùng thông minh và sáng suốt, 1+1=3 của mình. Mời đẹp. Tôi nhanh chóng chuyển đổi lại cái hình dạng cũ mặc định với thân hình nhỏ hơn. Tôi đã dễ dàng chui vào bên trong hang động và ăn tất cả những linh hồn có ở trong đây, thu thập và khiến cho thanh năng lượng một lần nữa lại đầy và khai mở một hình dạng mới. Hay quá. Nhưng trong này chật, tôi không thể nào chuyển đổi được hình dạng mới nữa, phải ra ngoài thôi. Được rồi, coi thử hình dạng mới nó như thế nào nào. Wow, tôi đã hóa thành một con rồng thật thụ rồi, hay lắm. Cuối cùng bao công sức đã được đền đáp, đến lúc rồi, đi tìm chúa tể của loài ma cà rồng và báo thù thôi. Từ cửa hang, tôi cũng cấp tốc dang đôi cánh thật rộng của mình và bay đến ngọn núi lửa. Nơi này được tướng chiên là hang ổ của loài ma cà rồng. Kiki, như con ma cà rồng ở hình dạng dơi, chính bọn chúng đã giết chết người dân làng của tôi. Khốn kiếp, thì ra bọn chúng đã tập trung ở đây. Được rồi, nhanh chóng báo thù thôi. Thật bất ngờ, với sức mạnh ở cái hình dạng rồng chính thức này, tôi đã phun ra một thứ chất gì đó khiến cho lũ dơi ma cà rồng chết ngay tại chỗ. Giết bọn chúng từ dưới chân núi lên trên đỉnh, cứ như thế. Và sau đó tôi đã bay vào trung tâm của ngọn núi lửa. Thật kinh hoàng hơn nữa, trước mắt của tôi đã xuất hiện chúa tể của loài ma cà rồng. Cái gì đây? Một con rồng à? Ta không hề đụng tới loài của các ngươi, sao ngươi tới đây giết con cháu của ta? Ngươi câm mồm đi. Ta bây giờ mặc dù là rồng, nhưng trước đây ta là một con người. Ngươi đã sai khiến con cháu của ngươi tới hút máu cả dân làng ta, khiến không một ai sống sót. Bây giờ ta tới đây để trả thù cho họ. Chết tiệt, ta không hiểu ngươi nói gì cả. Lúc thì ngươi, lúc thì rồng là sao chứ? Nhưng ngươi tới đây dám làm loạn khu vực của ta,
vậy thì ta sẽ xé xác ăn thịt ngươi. Không hay rồi, ăn mạnh quá. Một con đường đi ngang khe núi, nhanh chóng chuyển đổi hình dạng khác, chạy thôi nào. Được rồi, chọn hình dạng rồng người đây cũng được, chạy thôi. Đúng rồi, nơi đây là địa hình của ta, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát hay sao? Đằng kia lại xuất hiện thêm những linh hồn rồng, hay lắm, tới đó mà thu thập bọn chúng nào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thật không ngờ tại hang ổ của tên quỷ ma cà rồng kia lại xuất hiện linh hồn của rồng. Tôi nhanh chóng thu thập hết tất cả và khiến cho thanh năng lượng lại đầy lần thứ ba, sau đó lại kích hoạt mở ra một hình dạng khủng khiếp hơn nữa. Được rồi, nhanh chóng coi hình dạng mới như thế nào. Wow, khổng lồ quá, một con rồng đầy uy lực, hay lắm. Được rồi, đến lúc đi báo thù cho dân làng mình, kết thúc thứ chú tể ác quỷ ma cà rồng. Người trốn ở đâu rồi? Mau ra đây, người không thoát được ta đâu. Hả? Cái quái quỷ gì thế kia? Lại thêm một con rồng nữa à? Nhưng lần này to lớn hơn. Chính là ta đây. Ta đã thu thập thêm những linh hồn rồng, sau đó làm khai mở được hình dạng cuối cùng to lớn khổng lồ này. Lúc rồi, người thấy được hình dạng này cũng là ngày giỗ của ngươi năm sau. Chết đi, thứ bẩn thỉu. Không thể nào. Loài ma cà rồng ta là mạnh nhất, không hề thua bất cứ loại nào. Cuối cùng tôi đã báo thù được rồi. Nào, nhanh chóng quay lại chỗ của mụ phù thủy, kêu mụ ta biến tôi lại thành người.